Những ngày gần đây, các game thủ Việt Nam và các anh em yêu thích Tôn Ngộ Không chắc chắn không còn xa lạ gì về hình ảnh anh khỉ đeo bình hồ lô, cầm gậy đi bình yêu quái. Nhưng mà bình thì ít, ăn hành thì nhiều. Vâng, mình vừa nhắc đến chính là tựa game Black Myth: Wukong đang gây sốt trên mạng. Trong phương diện về phim cũng vừa ra mắt một bộ phim hoạt hình 3D giới thiệu về hành trình quật khởi của Tôn Ngộ Không tại Yêu Quái Đại Đạo. Yêu Quái Đại Đạo là nơi tập trung của tất cả yêu quái và những linh hồn không được siêu thoát trên thế gian. Luật lệ duy nhất ở đây là nói chuyện bằng thực lực. Chỉ cần đủ mạnh là có thể tung hoành không kiêng nể gì. Câu chuyện bắt đầu tại một bộ lạc của con người tên là Hoa Thị. Gần đây có yêu quái xông vào bắt cóc người dân. Tộc trưởng triệu tập nhiều thành viên đến cùng nhau kính dâng hoa quả để cầu mong voi khổng lồ giáng lâm diệt trừ tai họa. Nghe được nỗi lòng, nhiều con yêu quái voi cũng xuất hiện. Điều không ngờ là bọn chúng đã bị ám hồn xâm nhập. Khi đã thành ám hồn sẽ không còn ăn chay nữa mà chuyển sang ăn thịt người. Hắn cho biết máu thịt của dân làng chính là lễ vật quý giá nhất. Thấy tộc trưởng bị ăn thịt, người dân hoảng sợ chạy tán loạn. Đám yêu quái đuổi theo về bắt, một cô bé tên là Quả Tử chạy được ra ngoài. Cô bé muốn trở lại làng để thông báo cho dân làng biết. Trong lúc quá hoảng loạn, Quả Tử lại vô tình chạy đến cấm địa và nhìn thấy một tảng đá kỳ lạ. Không phải là nó đâu, đây mới chính là thứ cô bé đang trông thấy. Bên ngoài tảng đá có ánh sáng màu vàng vô cùng chói mắt. Lúc này ba tên yêu quái voi cũng chạy đến. Dù cho cô bé nhỏ yếu không có sức chống trả lại thì ba tên kia vẫn không chịu buông tha. Đúng vào lúc này, tảng đá nứt vỡ, Hậu Yêu đã thức giấc, bộ dạng cực kỳ hô báo, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn thấy là uy tín rồi. Đặc biệt là lông tóc trên đầu đã được nhuộm thành màu trắng và cái màu đỏ. Hậu Yêu nhanh chóng làm thịt một con voi, hai tên còn lại không biết sợ là gì, bọn chúng cùng nhau xông lên đánh hội đồng. Ai ngờ kết quả lại là hiến mạng. Tôn Ngộ Không mới vừa thức giấc đã lùm ngay ba cái liền chảm. Cô bé trở lại tới đàn ban đầu, lúc này người dân trong làng đã bị trói tay vào một sợi dây và bị áp tải như tội nhân. Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện, Tượng Yêu Vương ra lệnh cho đàn em làm thịt Hậu Yêu. Ngộ Không dùng cách nguyên thủy nhất là 5 đấm, tặng cho mỗi tên một đấm vào mặt. Yêu Vương thấy đàn em của mình bị hạ gục liền bạo phát sức mạnh rồi xông lên đánh tay đôi. Đúng là hắn ta mạnh hơn một chút nhưng cũng chỉ chịu được đến cú đấm thứ hai. Quyết tâm trả thù, Tượng Yêu Vương bắt đầu ăn thịt đàn em. Đến đây thì phase 1 kết thúc và chúng ta sẽ có boss phase 2. Hắn dùng cái vòi phun ra luồng sức mạnh, cảnh tượng giống như vòi cứu hỏa đang phun nước vậy. Tôn Ngộ Không dùng hai tay ngăn cản rồi gồng mình tiến lên áp sát, sau đó cầm vào sừng ném con voi bay lên không trung. Ngộ Không nhảy lên theo tặng trả một đấm khiến Tượng Yêu Vương nằm ngã ngửa. Chùm boss bị đánh bại, màn quét map đã xong. Cậu ta biến hình trở lại hình dáng cơ thể con người. Với các anh em theo dõi hoạt hình Tây Hành Kỷ thì bộ dạng mới của Tôn Ngộ Không sẽ khá lạ lẫm. Sau khi tỉnh lại, nơi này chỉ còn cậu và cô bé. Nhìn thấy Ngộ Không tiến lại gần, cô bé lập tức giơ vũ khí đề phòng và yêu cầu đừng tiến lại gần. Dáng vẻ hốt hoảng đó làm cho cậu ta buồn cười, trên miệng trêu đùa rằng bây giờ mới biết sợ có phải muộn rồi không. Yêu quái lợi hại đều ăn thịt người, những lời này làm cho cô bé hoảng sợ khóc thành tiếng, nước mắt chảy xuống như mưa. Tôn Ngộ Không đành phải trấn an rằng mình không ăn thịt người, nhưng vẫn không làm cho Quả Tử ngừng khóc. Mọi người trong làng đều bị yêu quái bắt đi rồi, bộ lạc chỉ còn mình cô nữa. Cô bé cảm thấy sự mất mát và cô đơn. Tôn Ngộ Không an ủi rằng sẽ bảo vệ cô bé và giải cứu người dân trong bộ lạc. Những lời này làm cho Quả Tử cảm động, nhanh chóng chạy đi thu nhặt hoa quả đến cho Tôn Ngộ Không. Nhìn cậu ta ăn ngon lành, Quả Tử cũng bất lo lắng. Yêu quái này khi không đánh nhau thì dáng vẻ cũng không đáng sợ lắm. Sau khi ăn no nê, Ngộ Không cũng phải làm việc theo ước định, đó là đi tìm người dân trong bộ lạc. Tuy nhiên, cô bé lại không biết đám yêu quái voi đã đưa mọi người đi chỗ nào. Cho nên chỉ có thể vừa đi vừa hỏi thăm các yêu quái xung quanh mà thôi. Hai người họ đã đi rất xa và rất lâu mà vẫn chưa tìm thấy tung tích voi yêu. Nơi tiếp theo đi tới là một ngôi làng nhỏ. Cô bé từng nghe đám yêu quái voi nhắc đến Xích Mục Yêu Ma Vương nào đó. Thần thổ địa ở vùng này biết mọi thứ, mong là lần này sẽ tìm được manh mối. Tuy nhiên, thổ địa nơi này lại rất khác thường, không phải sống bên dưới đất như các thổ địa khác mà biến thành một tượng đá. Tượng đá có ba cái đầu. Ông ta vừa nhìn liền biết Tôn Ngộ Không là người đã đánh bại Tượng Yêu ám hồn. Biết rồi còn nói nhảm gì nữa, cậu yêu cầu lão nôn ra nơi ở của Xích Mục Yêu Vương. Thổ địa nghe xong lại quát cho một câu, yêu hầu này quá vô tri rồi, yêu vương đó hùng hãn dị thường, thách đấu hắn là tự đi tìm Diêm Vương. Nhưng mà thổ địa vẫn đồng ý trợ giúp. Lão dùng thuật bàn sơn xúc địa đưa hai người đến đó. Nghe cái tên chiêu thức rất hoành tráng, nhưng thực chất lại là đánh thủng một cái lỗ dưới đất để cho hai người rơi xuống. Không ngờ rằng bên dưới mặt đất lại có một cái hang động rất sâu. Tôn Ngộ Không ôm theo cô bé đáp đất an toàn. Đợi thoát ra bên ngoài, cậu sẽ cho thổ địa một bài học sâu sắc. Việc trước tiên cần làm là khám phá xung quanh, nhìn cảnh tượng lại thấy giống với động bàn tờ. Đột nhiên có vài rễ cây mọc ra từ dưới đất vào vách núi. Tôn Ngộ Không chưa kịp làm gì thì đã bị trói lại, hung thủ làm chuyện đó là một con chuột yêu. Tôn Ngộ Không thách thức, hắn có giỏi thì ló mặt ra ngoài để ta đánh bể đầu. Tên kia lại nói, ăn nói lỗ mãng là phải trả giá đấy. Những dây leo liên tục hút đi sức mạnh, Ngộ Không gồng mình định thoát ra nhưng không được. Dưới đất lại mọc ra thêm nhiều sợi dây leo cuốn càng thêm chặt. Một dây leo bay đến đánh cho Quả Tử bất tỉnh, điều này làm cho Ngộ Không vẫn nổ, cậu gồng mình bạo phát công lực, yêu hồn cuồn cuộn tuôn ra bên ngoài. Hôm nay sẽ để cho dây leo hút thoải mái. Không ngoài dữ liệu, mức độ của dây leo có hẳn, yêu hồn của Tôn Ngộ Không tuôn ra như một trận gió bão phá hủy dây leo thoát ra ngoài. Vụ nổ quá lớn, hang động rung lắc kịch liệt, rất nhiều tảng đá rơi xuống. Thấy hang động sắp sụp đổ, chuột yêu vội vàng chạy lên trên, Tôn Ngộ Không cũng bế theo cô bé đuổi theo. Sau một lúc chơi trò khỉ vờn chuột thì cũng ra được đến bên ngoài. Tuy nhiên, cô bé Quả Tử lại không thấy đâu nữa. Tôn Ngộ Không túm cổ chuột yêu tra hỏi, nhưng tên này lại không chịu nói ra. Hắn ta còn thách thức rằng đánh bại chúng ta đi rồi hãng nói. Lời này có nghĩa rằng hắn còn có đồng bọn. Vừa mới nói tới đây thì hung thủ thực sự đã lộ mặt, kẻ cầm đầu chính là thổ địa. Chuột yêu là công cụ để sát hại những người khác mà không bị nghi ngờ. Vì lần này làm việc thất bại nên thổ địa Gia Gia đã tặng cho chuột yêu một vé đi gặp Diêm Vương. Ánh mắt lão ta chuyển sang màu đỏ, đây là dấu hiệu của việc sa đọa thành ám hồn. Lão thừa nhận có liên quan đến bộ tộc Hoa Thị. Bây giờ kẻ ác đã nhận tội, Tôn Ngộ Không đành phải thay trời hành đạo. Thổ địa phóng ra nhiều cái rễ cây ngăn cản. Những cái rễ cây này quá vướng víu và phiền phức, cậu ta chưa kịp làm gì thì đã bị trói lại. Thổ địa điều khiển nhiều tảng đá bao bọc Ngộ Không lại. Lão ta đâu biết rằng Hậu Yêu chính là sinh ra từ tảng đá, vậy mà bây giờ lại còn dùng đá để đối phó với Ngộ Không. Cậu ta biến hình và dễ dàng thoát ra ngoài, sau đó yêu cầu thổ địa đem hết bản lĩnh ra đi. Lão ta lại chơi bài ném đá nhưng công kích lại không khác gì đang gãi ngứa. Tôn Ngộ Không lao đến đấm vỡ tượng đá khiến ba cái đầu của thổ địa rơi ra ngoài. Sau đó yêu cầu bọn chúng thả Quả Tử ra ngoài, thổ địa đành phải làm theo. Tôn Ngộ Không lại ép bọn chúng nói ra nơi giam giữ người trong bộ lạc Hoa Thị. Nếu không nói thì sẽ tiễn lão ta đi gặp Diêm Vương ngay lập tức. Thế là thổ địa phải tiết lộ rằng bọn họ đã được đưa tới Liên minh Hắc Ám. Đó chính là tổ chức ám hồn đáng sợ nhất trên Yêu Quái Đại Đạo. Thủ lĩnh liên minh này rất tàn nhẫn, đã làm gỏi rất nhiều sinh linh. Tôn Ngộ Không mặc kệ kẻ đó là ai, đùng mặt là sẵn sàng tác động vật lý. Cậu muốn thổ địa lan truyền tin tức cho tất cả yêu quái lẫn con người biết rằng đại yêu Tôn Ngộ Không là yêu quái mạnh nhất và sẽ đến san bằng toàn bộ liên minh Hắc Ám. Tin tức lan truyền với tốc độ chóng mặt. Tôn Ngộ Không đi tới đâu, đám yêu quái nhỏ phải né tới đó. Những kẻ mạnh hơn lại tỏ ra hứng thú muốn xem sức mạnh của cậu ta. Nhưng còn chưa kịp có một trận chiến ngang cơ thì tập phim đã khép lại. Chapter 1 dừng lại ở đây. Phần tiếp theo chắc chắn sẽ là một trận đại chiến mãn nhãn. Các bạn đừng bỏ lỡ nhé! Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.